Đi đâu? Em đang đi Dubai.
giới trong trung tâm thương mại cũng là lớn nhất thế giới luôn. Thì người Mỹ tranh thủ đi mẹ. Sữa nó sẽ bị nơi khác qua mặt, một cái tòa nhà khác qua mặt sẽ làm thứ nhì. Tuy nhiên, cái gì bị sẽ khác cao hơn cả các bạn. Chuẩn bị cao nhất sắp hòa. Tiên mình cũng đi nhiều cái hồ cá rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy cái hồ cá vô cùng đặc biệt. Các bạn hãy một lần đến đây chiêm ngưỡng cái hồ cá không thể hình dung được. Nói chuyện đi. Chào các bạn. Tôi là Đất Đà, trong sa mạc Sahara. Rất là tuyệt vời. Cảm giác rất là dữ mớt. Ở đằng sau lưng các bạn. Quay sau lưng vậy. That's it. Đây là một cái buổi chiều. Buổi chiều đi lên đây. Mọi người đi đi xuống đi. Bây giờ con từ từ. Cẩn thận đi nha. Vững chắc nha. Không độ nó cao quá. Okay, no. Because your cam is good. Cẩn thận nè.
đoạn cái đâu, đoạn cái đâu. Cho đi ăn bánh kẹo kìa.